đoàn giáo dục quốc tế Nam Việt, Trung tâm Y khoa Nam Việt thành phố Tam Kỳ đồng hành cùng bà con vượt qua đại dịch Covid-19 nhằm tạo điều kiện cho bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận được khám chữa bệnh tại Trung tâm Y khoa Nam Việt trong bối cảnh kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trung tâm Y khoa Nam Việt thành phố Tam Kỳ có chương trình khuyến mãi trong tháng 9 như sau. Người bệnh khám có thẻ bảo hiểm y tế đúng tuyến được miễn giảm 100% tiền phụ thu và cùng chi trả bảo hiểm y tế. Người bệnh khám có thẻ bảo hiểm y tế trái tuyến và không có thẻ bảo hiểm y tế được miễn giảm 50% tiền công khám và xét nghiệm tại phòng khám đa khoa Nam Việt. Thời gian áp dụng từ ngày 4 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021. Liên hệ đặt lịch qua hotline 1900 75 75 75, nhấn phím 0, 0235 383 7879, đặt lịch qua website tại địa chỉ ykhoanamviet.vn/đặt-lịch-khám. Bà con nhân dân hãy đến trực tiếp địa chỉ số 12 đường Phan Bộ Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để được phục vụ tốt nhất. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, Trung tâm Y khoa Nam Việt thành phố Tam Kỳ, uy tín, trách nhiệm, tận tâm, chất lượng.